Rồi tới luôn, xúc nguyên cục sình mấy ông ơi. Chuyện là hôm nay á có kèo đi giao cá ở Bình Dương nè mấy ông. Đó, mấy con Embellis lông theo nè, bữa nay nó bắt đầu nó bung rồi, nó còn tơ nha. Mấy con này á càng chơi nó càng bung lên nữa, size nó mới còn 3 tháng à mà nó đã ăn như thế này rồi nè. Đó, chơi về sau á 5 tháng là nó bung lên rất là đẹp nha. Giờ thì mình lựa một con mình đi giao lưu với ông anh ở Bình Dương nha. Sẵn mình mang đồ nghề xem có cái gì để vớt không. Giờ thì vô bọc nè, mấy cái con lia he này vô bọc một xíu là nó sọc như vậy nè mấy ông ơi. Đó, đó, xếp cho anh em là nó nhạt như thế này nè. Một hồi về á, anh em để cho nó quen nước là nó đậm lại. Bên này mình cũng có đưa cho ổng một con ray nè, island ray nha. Đó, anh em giao lưu đổi máu đồ. Giờ thì vô hùng xốp nè, đi giao nè, trời nắng nóng chơi cái hùng gì cho chắc cú nha. Giờ thì đi thôi, vừa chạy vừa ngắm coi có cái đường mương nào có cá không, lũi vô nha mấy ông ơi. Chạy được một đoạn tôi lũi vô chỗ này nè, nhìn y chang một cái suối ở trong rừng luôn nè, nhìn nó khơ mộng mà nó hoang sơ ghê chưa. Mà tiếc quá toàn là cá liềm kìm không à mấy ông ơi. Chạy hồi cũng tới nhà ổng nè. Đó, bên trong quá trời cái hùng xốp nuôi cá luôn. Ổng chuyên hoang dã nha. Vừa bước vô là thấy cái hùng island rin nè, đang gặm trùng luôn cho nó mau lớn. Phía bên trong nhà thì có vàng hồ kính nè. Cái hồ này kích thước nó cao 25 á. Chơi mấy con hoang dã nước cao rất là bung nha. Đó, mấy cái con guitar này mình cũng có nè. Ông nào cần cá hoang dã thì hú tôi nha. Đó, mấy con này dưới keo nó đang chuẩn bị bung đó nha. Lên keo nữa là dê dê luôn. Giờ thì giọt dài đi vớt cá nè. Ở đây tôi thấy bạc cua nè. Bên kia thấy có cái bà cá bóng đèn kìa. Đó, cá bạc đầu đó mấy ông, size này bự nha. Đó, lấy cái vợt canh xúc nó liền. Rồi rồi, tới công chuyện rồi mấy ông ơi. Nguyên một cục sình luôn, cá đâu không thấy. Ý ý, tôi xúc dính mấy ông ơi. Nó trong cục sình ẻm nè. Trời ơi, đen khui rồi luôn. Luôn. Để bỏ vô cái hùng cho mấy ông xem nha. Đây em nó nè, cái đuôi màu cam cam cũng đẹp lắm chú bộ. Để xúc thêm mấy con nữa xem sao nha. Xúc cả buổi hồi nãy giờ thì cũng được 3 con. Mấy con này nó chạy nhanh ghê. Con này có cái đuôi màu bạc nè, đẹp ghê chưa mấy ông ơi. Cái size này size khủng luôn nha. Nó bự bằng ngón tay mình luôn á. Giờ thì mang tụi nó về nhà thả vô cái chậu khủy sinh mình mới set up nha. Đó, thả vô trong đây nè. 3 con nó vô nó cũng bắt đầu quen nước rồi á. Mà nó hơi nhát một xíu.